mời các bạn. 1 2 3 Rồi. Chào em. Sao? Chào anh trai nói trước coi trúng hay trật. À, em đoán sai chị. Đoán sai. Còn bạn gái đúng hay trật? Dạ không đúng. Không đúng luôn hả? Tình trường trải qua trơn, tâm sự nãy giờ mà không có cảm nhận gì về nhau. Thôi tặng quà nhau trước đi nè. Rồi, anh có quà tặng cho em. Để em tặng chị Cát Tường. Ồ, tặng chị hả? Dạ. Rồi, cảm ơn em. Em cũng có món quà em tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Cuốn sách này là thực sự là vô tình của chị Ba có giới thiệu cho em, và em thấy cuốn sách khá là hay và có một phần em ở trong đó. Tặng anh thì em cũng mong là qua cuốn sách thì anh cũng được chữa lành nội tâm bên trong. Thì mỗi người chúng ta ai cũng có những sự tổn thương riêng, thì em hy vọng mình sẽ khám phá ra chính mình nhiều hơn và sớm được chữa lành vết thương lòng mình nhiều hơn. Cảm ơn em. Một tấm điện anh cũng thích đọc, anh cũng thích đọc sách. Dạ. Còn em tặng quà gì cho cổ, ý nghĩa gì, mình mở ra xem thử cho các em. Em thấy sách nó cũng nó dạy cho mình nhiều điều hay đó, ý nghĩa, nên em tặng bạn để bạn coi. Cái đó là cái gì vậy cơ? À, không, cái đó là những cái hình tấm điệp mà thông điệp của các bạn tin tin bây giờ. Ta đĩa lên cho nó đẹp. Dạ. Kẹo thôi em. Ừ, kẹo em chỉ thích bộ ăn thôi. Ăn uống cho anh như anh là anh cuộc sống nó cũng ngọt ngào á. Còn nữa không ạ? À? Đây nha. À, cái đó là để về để nói chung là anh nào quan tâm đến sức khỏe. Trời đó, ơi trời. Để em coi còn nữa. Trời ơi. Con nữa à, còn à, đây à. Cái đó để chăm sóc cho bản thân của mình, nhan sắc. Em vừa được sức khỏe, em vừa được nhan sắc mà em lại vừa được thưởng thức sự ngọt ngào. Em cảm ơn anh rất nhiều. Được rồi, quá dễ thương luôn. Rồi bây giờ tặng quà xong rồi, bây giờ quay tới cái phần hai người đoán sai hết trơn và bị phạt nè. Giờ bạn trai phạt bạn gái trước, em muốn phạt bạn cái gì? Em không muốn phạt gì hết chị. Bạn gái muốn phạt bạn gái cái gì? Thì muốn sao? Thử coi mốt mình mệt, mình yếu mà mình có sự cố gì mình xỉu, anh có đỡ mình đi bệnh viện nổi không? Vậy giờ thử. Thử, mời em qua. Cõng bạn gái và ẵm bạn gái đi cho quanh đây ba vòng cho chị, nhanh. Vậy thôi để em... Em có tiếp tục của em vậy, để em chồng chuối em hát được không chị? Chồng chuối hả? Chồng chuối vừa hát nữa hả? Rồi, cái này cũng lạ. Thôi sân khấu này là của em. Rồi. Ai chồng chuối là phải chồng vô tường hả? Không, khỏi chị. Khỏi cần. Ồ, gửi ra. Mà thôi, nó hát được rồi chị ạ. Chưa gì đã binh vực. Rồi, đứng xe ra đó làm đi. Chị cho em mượn sách rồi. Kê đầu hả? Kê đầu. Ồ, đầu. Chơi làm thiệt ta. Ồ, mạnh à, đội mạnh. Ê, mình chọc đích như vậy, mình đi đâu lắm kia. Mình chọc đích chị mới thấy mặt. À, trời chơi luôn. Trời, tôi đâu có kinh nghiệm vụ này đâu. Hay à, vụ này mới nghe à, chọc chuối hát à. Chắc tôi muốn coi, tôi cũng phải quỳ xuống cho tôi coi à. Được. Rồi, hát đi. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng. Anh nhớ em, anh nhớ em. Mình mang bên chàng thư tình gửi đến em. Bạn đời ơi, anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Sao em bị phạt mà bạn gái khóc rồi kìa? Dạ em dễ xúc động à. Tại sao lại khóc rơi nước mắt? Xúc động là vui cười chứ lý do gì khóc? À dạ em cười ra nước mắt. Em thấy anh sống cũng khá nội tâm, cũng khá là tình cảm.
nội tâm chỗ nào? À, dạ không, tại vì qua lời hát của anh em cảm nhận vậy thôi chị ạ. Phải đâu, tại anh cúi xuống lên tay anh rung lên giọng anh rung mình nghe cảm xúc chứ đâu phải nội tâm đâu. Nói đùa thôi chứ còn hay, đây là một tiết mục rất đặc biệt. Thôi được rồi, bây giờ chị Tường sẽ mời hai bạn cho anh bồi bổ một xíu nha. Mời hai bạn sẽ thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Bao Điểm Sống rồi chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với nhau nữa. Rồi, bây giờ chị Tường mời hai bạn thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng, trình bày rất là đẹp mắt. Hai bạn sẽ thưởng thức món sườn non hấp tàu xì nè, bánh hấp Triều Châu nè, rồi chả giò tôm phô mai. Rất là hấp dẫn, nhưng mà nhớ là mình vừa ăn mình vừa tâm sự trò chuyện với nhau nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Dạ. Mời hai bạn. Dạ. Em cảm ơn chị, em mời chị. Rồi, ăn tự nhiên đi em. Em mời anh ạ. Sáng em đi từ Đồng Nai xuống hả? Dạ, đúng rồi, em đi từ 5 giờ sáng ạ. Và em xuống đây em chưa có ăn sáng gì hết, em rất là đói. Còn anh? Anh ở đây mà. À, anh ở đây gần. Này anh xin nghỉ à? Xin nghỉ buổi chiều. Làm sao có thể từ vừa trồng chuối mà vừa lấy dạo được nhỉ? Cũng thử em, thử em. Hôm nay em cũng nóng tính hả? Bình thường không bao giờ nóng tính. Dù khi nào một sự việc thì nó rất là quá đáng đối với em. Nóng tính thì em làm cái gì? Tùy theo đối tượng là gì. Trước đây em làm kế toán ở đây. Sau khi đi hôn thì em về nhà. Thấy em bé nhỏ, thành ra là về nhà để thuận tiện vấn đề sinh sống nuôi con. Thuận tiện mọi thứ hơn là ở đây. Ở chung với ba mẹ luôn hả? Dạ không, em sống gần nhà với ba mẹ. Có bao giờ la con đánh con không? Trước thì em cũng có đánh. Nó hư quá thì đánh. Còn sau này là hầu như không áp dụng cái biện pháp đánh nữa. Một đứa trẻ không muốn đứa nào hư lên. Hoặc là nó cố gắng nó làm một cái điều gì đó. Chẳng qua là nó muốn sự quan tâm của mình nhiều hơn. Sao thấy bên này nói không vậy? Bên đây không nói gì trời vậy? Cảm xúc của bạn hiện tại như thế nào? Em cũng bình thường. Chị biết mà, chị biết em là lúc nào cũng bình thường rồi. Thế trong bình thường ở nhà ai nấu cho em ăn uống, ai chăm sóc, giặt giũ quần áo, cơm nước cho em? Nói chung giặt giũ đồ thì em tự làm hết. Nói chung mọi cái đều làm. Thì lâu lâu cuối tuần hay là gì đó rảnh rảnh thì nấu ăn. Đồ ai ủi đồ mà hôm nay là phẳng phiu dữ vậy? À, bình thường hồi trước thì em cũng tự ủi, mà sau này em làm biếng quá em thuê người ủi giùm. Nhiều cái? 5.000 hay gì? 5.000 cái. À. Em có ngại gì không khi sống với con riêng của vợ? Dạ không. Thế em có điều gì muốn thắc mắc muốn hỏi anh không? Anh hiền quá, mọi thứ anh bình thường hết. Chị hỏi giùm em cho. Hay là môi trường quan trọng là môi trường của anh làm việc á. Thấy anh trầm, hơi trầm. Đúng rồi, anh hơi trầm. Bởi vậy vợ anh mới nói nóng quá vậy này kia. Anh cứ bình thường vậy hoài mới là ly dị đó. Mọi thứ đối với anh đều bình thường. Cho nên có chuyện gì không hợp đồ là mình có thể ngồi xuống nói chuyện bình thường, không có gì phải la hét. Ý em là vậy đúng không? Dạ. Nên cuộc đời này có sập xuống đi nữa đối với em cũng bình thường. Dạ. Đúng không? Đúng không? Dạ. Anh chúi đầu xuống máu bơm lên não anh vẫn hát bình thường. Anh không có đề gì bất thường đó. Em sống được với người vậy không? Vậy nếu mà em cảm thấy ok là cũng chỉ thấy cũng là rất là hạnh phúc. Nếu như mình thích một cái cuộc sống bình yên. Tại anh bảo á, là 3 năm anh chưa có quen ai. Thành ra là em hỏi là ý là tại sao anh không phải là chưa gặp đối tượng. Chắc chắn là anh có gặp nhiều. Vậy lý do gì mà để anh... Từ lúc mà đi hôn xong thì mình cũng muốn quen liền à. Không phải là không ngại gì hết á. Mình muốn lựa chọn, mình tìm người phù hợp với mình thôi. Thì cũng có người này, anh chị hay là đồng nghiệp cơ quan cũng giới thiệu cho. Nhưng mà mình thấy tiếp xúc nói chuyện hay là gì đó thì mình thấy không phải là cái đối tượng của mình. Chứ em không có ngại kết hôn nữa đúng không? Em sẵn sàng đúng không? Dạ. Chắc chắn là em là sẽ nuôi con. Nhưng em lại không muốn cái người bên cạnh em suy nghĩ đứa con lại là gánh nặng. Em muốn con em là một cuộc sống bình yên hạnh phúc theo em. Nếu mà anh thương người nào thì con của đó, anh thương như con của anh đó. Thực ra đó là chị nghe câu chuyện hai bạn nãy giờ chị thấy đó, đối với anh này chị nghĩ những gì anh nói là thật sự đó. Vì anh này sống khá là đơn giản. Đó là tại vì em là phụ nữ một người mẹ nên em hơi lo xa thôi. Dạ, dạ. Chứ còn thật sự ở thời buổi hiện đại này là cái chuyện con cái con nít mà. Mình yêu thương nó yêu thương dạ, mình dạ. Chị tự tin rằng nếu mà người đàn ông nào họ thương em, họ sẽ đem đến niềm vui và hạnh phúc cho em với lẫn cho con em nữa. Dạ. Bản thân chị ngày xưa chị cũng
y da chang như em, nhưng chị chưa bao giờ nghĩ tới cái chuyện mà ờ rồi người ta có thương con mình không hay là gì kia, không có đâu. Dạ, không, em, chị em... chỉ đi tìm cái người thương chị thôi. Dạ. Người ta thương mình người ta sẽ thương con mình, mà không phải anh này đâu, nhiều anh nào không trả lời vậy hết trơn á. Đừng có lo. Tại vì thật sự chị đi tìm là chị tìm chồng cho chị chứ không phải đi tìm cha của con chị. Cái quan niệm nó lạc hậu rồi, bỏ đi. Tìm tình yêu cho mình nè, cái người đàn ông này có yêu thương mình hay không. Nếu họ yêu thương mình, họ sẽ làm tất cả vì mình. Nếu họ không yêu thương mình thì đương nhiên con em người ta cũng không thương. Vậy thì mời hai bạn chúng ta sẽ bóc những cái lá bài của chương trình để chúng ta có cơ hội hiểu nhau nhiều hơn và tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Mời em gái trước. Lá nào một lá? Nào cũng được rồi, đọc lớn lên em. Nói thật lòng điểm bạn thích và điểm bạn không thích ở đối phương. Em thích tính là điểm bạn của anh. Không, điểm không thích từ nãy giờ em chưa phát hiện ra. Chưa phát hiện ra? Dạ, dạ. Hồi xưa cái cô kia cũng thích sự điềm đạm, sau này về cô ghét cái sự điềm đạm. Có gì bình thường cô ghét rồi đó. Còn nghĩ cái gì nữa không? Còn thích cái gì nữa không? Vui tính. Vui tính đến nỗi mà cô cười ra nước mắt luôn đó. Ấn tượng lắm luôn đó. Rồi, mời em, cô chưa tìm ra cái điều gì không thích ở em hết trơn á. Chúc mừng em nha. Trời ơi, giật cái tấm trên tay tôi không mới chịu. Gì mà khó nghẹn ngào quá vậy? Ôm nhau 30 giây rồi nói cảm nhận mà không làm gì, cũng đứng trọng nhìn tôi vậy trời. Rồi, xin mời em bước qua bên đây. Chứ không lẽ em muốn cổ qua em. Qua đây 30 giây nè, rồi nói cảm nhận. Nắm tay của em chị. Ôm, biết đọc thử không? Ôm nhau. Tùy em đi, em làm gì em làm. Nắm tay. Ôm nhau. Trời ơi, 30 mấy tuổi đầu rồi. Ôm hai tay vô mới cảm nhận được. Rồi cô gái ôm ảnh nữa rồi mới cảm nhận chứ. 30 giây bắt đầu đếm ngược. Ôm ảnh đi vô. Bị đê hả? Hôm nay em chưa ở ngoài bạn bè mà nó không được kìa. Chạy được rồi chị ạ. Rồi, tôi mệt, hai người quá, hai người ôm, hai người sướng, tôi có sướng đâu. Rồi, cảm nhận của mình như thế nào? Sau 30 giây nói bình thường dạ. Tôi đánh liền á. Đối với em vậy cũng chưa phải là ôm, biết cảm nhận sao. Tại vì cái này yêu cầu em làm, em là thanh niên. Em không có mạnh dạng lên thì làm sao, không lẽ gì tự nhiên cũng nhận. Bạn nữ cũng ngại thôi. Ngại kệ cổ. Nói chung em thấy bạn nữ chung cũng tình cảm, hơi ức ác một chút. Rồi nói chung là cũng là người phụ nữ của gia đình đó vậy. Còn em sau cái ôm vừa rồi có cảm nhận gì không? Dạ, anh nói cảm nhận thôi ạ. Trời ơi, có bả kìa. Mệt mỏi hai người đi. Bây giờ là cái giây phút quan trọng nhất. Hai bạn hãy đặt tay vào cái nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu hai bạn đồng ý hẹn hò với nhau để trở thành một đôi nam nữ tìm hiểu yêu đương và tiến tới hôn nhân thì mình nhấn nút. Nếu mình cảm thấy đối phương không phải là một nửa mình tìm kiếm thì chúng ta có quyền lấy tay ra khỏi nút bấm sau 3 tiếng đếm của chị Tường. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Trời ơi, 8 tháng sau mới bấm chị. Bây giờ nắm tay lại nè. Cái đó là hủi tóc. Hủi tóc. Hôn là phải dán tóc lên, hôn lên má. Đâu, ta chưa gọi đó. Rồi. Chị Quỳnh Thị Mỹ Thể, công việc là quản lý công ty Mai. Quê ở Gò Công nhưng mà hiện tại là chị sống và làm việc ở Mỹ Tho. Rồi, công việc chị là gì chị? Chị quản lý em. Quản lý cái gì ạ? Chị nói quản lý xưởng. Quản lý xưởng. Xưởng công nhân Mai hay là sao á chị? Đúng rồi, ở trong công ty Mai. Công ty Mai. Ok chị ở Mỹ Tho hả? Đúng rồi em. Ừ, là nhà tại mình ở gần đó luôn. Gần đó luôn hay sao? Ta nhà mình ở đó luôn chị hả? Ờ. Chị ở gần đây luôn. Ok chị. Rồi, chị bây giờ nói một chút điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của chị giùm em nha. Chị ly hôn 8 năm rồi. Ừ. Thì mạnh mẽ, giao tiếp tốt.
Điểm yếu là hơi nóng tính. Rồi ly hôn làm sao mà ly hôn? Chia sẻ cuộc hôn nhân đó giùm em đi. Thì không hợp thì ly hôn thôi, tại vì có cũng có nhiều việc đó, không có chia sẻ hết được. 18 năm, có 18 năm ly hôn. Nói chung cũng không có hợp tính. Rồi, ok. Hợp tính thì chị ở với nhau được bao nhiêu lâu rồi chia tay cái hôn nhân đó đó? 18 năm nay. 18 năm mà không hợp nhau thì là không hợp cái gì chị? Mình có rút tỉa được kinh nghiệm gì không? Thì tính chị thì mạnh mẽ thẳng thắn, nhưng mà anh đàn ông mà anh yếu đuối, nói chung là yếu đuối hơn mình, nên rồi không quan tâm, không quan tâm thì từ từ thì cái tình cảm nó nhạt dần thôi. Rút Rồi. tiểu kinh nghiệm là đàn ông không mạnh mẽ thì không đồng ý. Nói chung là mà phải mạnh mẽ chứ, mà yếu 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 xìu 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 hở cái khóc, hở cái khóc không giải quyết được gì là không được. Cái đó là kinh nghiệm, phải mạnh hơn mình mới được. Ok. Rồi bây giờ mình muốn tìm một người như thế nào? Chị ly hôn là coi như là được 8 năm đúng không? Đúng rồi. Tìm một người có công việc ổn định, nói chung là cũng phải có cái cách giao tiếp chuẩn mực một chút xíu, với lại có bản lĩnh xíu, yếu đuối là không có được. Rồi, anh đó tuổi tác thì như thế nào? Tuổi tác thì không quan trọng, có thể là đừng có nhỏ hơn nhiều, thôi 1-2 tuổi thì không sao, mà lớn hơn thì cũng được. Anh đó thì bây giờ ly dị nuôi con được không chị? Được Chị theo chồng được không? không, tại vì chị còn phải lo cho con chị nữa. Đang sống chung chung với con đúng không? Đúng rồi, không sống chung Vậy thì thì bây giờ vậy thì chị chọn cái người đàn ông như thế nào nè? Có nghĩa là chị không theo được, vậy thì anh đó ví dụ anh ở Sài Gòn rồi sao? không, nếu như mà về đó thì khi nào quen hợp tính trước đi, rồi khi nào quen rồi mấy cái chuyện đó tính sau. Tại vì chị Ví cũng dụ lo như cho con chị học đại học. dĩ nhiên là tính sao, nhưng mà tính sao ở hướng nào để em tìm người nè? Ví dụ như chị thích người ở khu vực ở Tiền Giang thôi hả, hay Không, là Sài Gòn được mà, chỗ khác vẫn được, nhưng mà ý nói ví dụ như ảnh muốn chị theo theo ảnh thì ảnh phải đảm bảo được. Ví dụ như giờ chị muốn lo cho con chị tới học đại học thì ảnh đảm bảo anh lo thì chị vẫn theo bình thường. Chứ bây giờ ví dụ như công việc chị dưới đây mà chị theo ảnh rồi là rồi ok chị. Cái đó thì sẽ thương lượng lại ha chị ha, tại vì anh chị lớn tuổi người nào cũng có con cái ở một cái nơi nào đó hết rồi, cho nên để mà kêu người này đi theo người kia nó khó khăn dữ lắm, đúng mà rồi, mình rất cũng là phải khó khăn. nếu dung mà hòa nếu sao. mà ông nếu như mà đàn ông á, thì muốn là người vợ mà phải theo mình, một lòng theo mình, thì dĩ nhiên là mình phải có cái bản lĩnh để mình lo cho cuộc sống của họ với lại con cái họ chứ, đúng không? Thế Đúng thì rồi. chị cũng không cần ai lo cho chị, nhưng mà với điều kiện là đừng có bắt chị làm này làm kia theo người đó. Thế tự nhiên là mình phải vì họ mình đi theo theo họ, nhưng mà con mình ai lo, đúng không? Đâu có được. Đúng rồi. Nên là chị cân nhắc cái việc đó mà cũng phải thoải mái ra nha, chứ đừng có cứng nhắc quá theo kiểu thôi tôi phải lo cho con tôi ở đây, thì hả cũng khó mà tìm cái hạnh phúc cho mình lắm chị. Mình dung hòa sao chỗ nào nó tốt nhất, tốt hơn. Đó. Đúng rồi. Nha. Rồi ok chị, nếu mà được chọn thì bên em sẽ liên lạc lại cho chị sau nha. Em cảm Rồi, ơn chị. cảm Dạ ơn. dạ. Dạ rồi. Quê quán của mình với lại cái công việc của mình ở đâu vậy chị ha? Quê thì ở Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà lập nghiệp ở Bình Dương, Dầu Tiếng.
Bây giờ là mình lên đó luôn hay có còn về Sài Gòn này không chị? Không, ở Dầu Tiếng luôn. Ừ. Rồi ok. Bây giờ công việc mình là gì chị? Ở nhà coi rẫy cho con thôi, không có mần gì hết. Dạ. Rồi vậy chị nói giùm em về cái hôn nhân của mình đi ha, là có ly À, hôn ông hay như thế nào dạ? ly Ừ. hôn nay mấy chục năm rồi cô, mà ông xã cũng mất luôn rồi. Ly hôn mấy chục năm rồi mà cũng mất luôn rồi. Rồi. Ly hôn là hồi trước lý do làm sao chị? À, kiểu như mình mới còn nhỏ chưa biết ăn chưa no chưa tới đó, chưa suy nghĩ không có kỹ, rồi gặp người ta làm mai thì mình đồng ý, mồ côi mà người ta mình đồng ý, rồi khi ở nhau mới được có 4 tháng có bầu em bé là thôi luôn tới giờ, đánh quá chịu nổi thôi luôn. Dạ. Rồi nhưng mà sau đó thì coi như là bao nhiêu lâu chị có tìm hiểu thêm ai không? Cũng có tìm hiểu nhưng mà không có thấy hợp, không thích thì thôi. Ừ. Chờ, lý do là sao mà chị không thích, chị cho em những cái điểm chị không thích ở người đàn ông đi. Tại vì kiểu giống như những người mà người ta có vợ người ta theo mình không, mà mình không có thích muốn phá gia can người ta. Ừ. Rồi, thì bây giờ thì theo chị thì sao ạ? Ừ, chị có những cái điểm mạnh, điểm yếu gì không? À, cái điểm mạnh á là chịu làm, Ừ. chịu khó. Nhưng mà cái điểm yếu là hơi nóng tánh, với lại hay 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 giận, hay hờn mát. Ừ. Nên là thích những người đó, những người mà bạn đời của mình là phải quan tâm mình tí xíu, chứ kiểu như đừng có vô tâm. Tại vì bản thân của mình từ nhỏ lớn là mồ côi rồi, mình cần cái tình cảm nhiều nhất. Không không có quan trọng tài chánh, người đó người ta chỉ có đủ nuôi bản thân người ta cũng được, không cần giàu. Ừ. Rồi. Chị muốn tìm một người như thế nào đây, về ngoại hình có yêu cầu gì không chị? Ngoại hình thì dễ nhìn thôi, cao hơn mình chút là được rồi, đừng có xấu quá khó coi là được. Theo sở thích của mình thì nhiều lắm, mà không biết là chương trình có đủ thời gian để nghe được không. Không, chị nói đi. À, ngoại sở thích của mình là mình kiếm một người đàn ông phải là trên 60 tuổi, trên mình từ 57 58 tới 60. À, tài chánh thì ổn định, như là có cái sổ hưu hoặc là có sổ tiết kiệm cũng được chứ không cần giàu. À, thứ hai nữa là người đó đừng có gia trưởng. Rồi cái thứ ba là có bản tánh nhân hậu, biết giao thiệp và biết quan tâm những người chung quanh mình đó. Ừ. Đây, rộng rãi, phóng khoáng, không có keo, không có hẹp hòi, không có ích kỷ, cũng không có cố chấp. Thì biết thông biết thương người và thương thương yêu luôn cả động vật. Với lại Ừ. đó là tuyệt đối không có được lăng nhăng, không có được phản bội. Mà nói thiệt chứ cô, tuyệt đối là người Nam nghe, người Bắc chứ người Trung là không chấp nhận. Ừ. Rồi, người đó công việc gì cũng được hay cô? Công việc gì cũng được, miễn là có một cái sổ hưu hoặc là có một cái sổ tiết kiệm, một cái tài khoản gì để người ta nuôi được bản thân mình. Người ta Ừ. không có phải lo cho mình, mà cũng không có phải cần lo cho mình, cũng phải không có phải là lo cho người ta nặng nặng về vấn đề tài chánh lắm vậy đó. Như là hai người để góp gạo nấu cơm chung vậy đó, ai cũng có một cái số tài khoản riêng để mà góp nhau nấu để mà sống vậy đó. Chứ một mình thì mình lo cũng không nổi, tại vì bản thân cũng lớn tuổi rồi, không đi làm được nữa đâu, về hưu rồi, nghỉ hưu rồi. Ừ. Rồi ok. Hồi trước là mình làm công việc gì ạ? Hồi xưa kia là làm bên công ty cao su Dầu Tiếng, nhưng mà bây À. giờ kiểu giống như mình lớn tuổi rồi, người ta muốn thế cái chân Ừ. của người khác vô nên người ta cho Ừ. mình về hưu non. Ừ, à rồi ok chị. Rồi À, em có cảm sổ ơn ha. Dạ. nhà rồi đó. Dạ. Rồi, ok chị, nếu mà được chọn á, thì chương trình liên lạc lại với mình rồi trao đổi thêm chị nha. Rồi rồi, cảm ơn cô Dạ, ha. rồi, cảm ơn. Mình ạ.
Chị Rồi mình giới rồi thiệu đi em ơi, mời em giới thiệu ha. là chị My, hồi nãy nghe chị My. Không không, em á, bây giờ mời em giới thiệu nè. Dạ. Rồi mời Em tên là Lâm Thùy Linh đó chị. Em sinh ngày 19 tháng 5 1998 mà. Rồi, Linh đang làm công việc gì em? Hiện tại là em đang kinh doanh về chuỗi gội đầu dưỡng sinh đó chị. Tên là Bà Sáu. Là Dạ. em mở cửa hàng hay là như thế nào cụ thể? Dạ, em mở cửa hàng chị. Hiện tại có 3 chi nhánh ở quận 11, quận Tân Phú với quận 1 ạ. Ừ, trời là kinh doanh coi như bà chủ đó đúng không? Giỏi quá trời quá đất nè. Dạ. Rồi lý do làm sao mà thấy tham gia chương trình ở ngoài không có người nào phù hợp với em hay sao? À, tại vì thời gian của em cũng hơi ít đó chị, với lại em cũng hầu như tiếp xúc hầu như là phụ nữ thì nhiều, tại vì mấy bạn kỹ thuật viên mà làm bên em hầu như là phụ nữ đó chị. Ừ. Dạ. Yeah. Rồi ok, em chia sẻ điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình đi. Điểm mạnh của em thì em nghĩ chắc là em độc lập, kiểu em cũng không có phụ thuộc nhiều về tài chính đó chị, kiểu em có thể kinh doanh, mình cũng có thể lo cho bản thân mình. Đó là em nghĩ đó là điểm mạnh của em. Còn về điểm yếu của em thì em nghĩ chắc là em dễ bị cảm động với lại dễ đồng cảm á chị. Dạ. Ừ. Còn đường tình duyên thì là em quen chính thức là 3 người. Dạ. Ba người hả? Dạ đúng Chị nghe 30 người. không? 3 người. Không, chị đùa thôi. Rồi Dạ. nói cho chị biết đi, lý do làm sao mà người nào em quen rồi tại sao chia tay á? À, cái người đầu tiên em quen là hồi hồi đó là em còn nhỏ lắm, khoảng tầm 18 tuổi, lúc đó mười dạ lúc đó em còn đi học với chị, kiểu quen lúc đó mình còn nhỏ mà quen thì như như quen nó không có được Quen người đúng không? dạ đúng không, Ừ thì cứ nói thôi, ai cũng dạ vậy ở đây, mấy bạn này ai cũng vậy quen thôi, cái thì quen giống như người. là những người bạn với chị kiểu vậy. Sau đó Ừ. thì 2 người không có tiếp tục quen nữa, thì bạn đó về quê, bạn đó cũng cưới vợ. Còn sau đó thì bạn tiếp theo là bạn đó làm chung công ty với em. Dạ. Rồi chia tay thì nói chung là cũng không hợp với chị. Dạ. Còn người thứ ba thì người mà em chia tay gần đây nhất thì kiểu cũng quen xa. Dạ. Ừ. Yêu xa là ở đâu lận em? Bạn đó bên bạn đó là vừa du học mà vừa làm ở bên Canada chị. Ừ, rồi sao chia tay? Tại vì cái khoảng thời gian vừa rồi đó là em cũng nhiều việc á chị, kiểu em cũng làm nhiều việc, em cũng không có thời gian cho bạn đó. Bạn đó cũng vừa học vừa làm, cũng không có thời gian nhiều, nói chung là cả hai không thời gian nhiều, cũng không có nói chuyện nhiều á chị. Sau đó Ừ. thì thấy cũng thì 2 người đều nói chia tay thôi. Ừ. Rồi. Ok em. Có vẻ như không hợp yêu xa hả? Em cũng không biết nữa. Ừ. Rồi bây giờ em tìm người như thế nào? Chị thấy giỏi quá giỏi rồi nè, em đưa ra những cái tiêu chí của em quan trọng nhất đối với em đi nha. Ừ. À dạ, thì bạn đó chỉ cần là ưa nhìn với lại cao 9m7, tại vì em cũng thích người cao á chị. Em thì Ừ. là 1m6. Dạ. Với lại thật sự thì em cũng thích một người là kiểu làm về công việc về bác sĩ, tại vì em gái của em là bác sĩ thú y á chị. Thì Ừ. các em kiểu tính tình là rất là kỹ tính trong mọi công việc luôn, với lại kiểu chăm sóc được mọi cho mọi người, chăm lo cho mọi người rất là tốt luôn á chị, kiểu take care rất Ừ. là, cho nên là em rất là thích một người kiểu làm về ngành y, hoặc là một bạn nào đó mà kiểu cũng có quốc tịch nước ngoài ấy, tại vì em cũng muốn là mình phát triển công việc của mình đó chị. Ừ. Dạ nếu mà có cơ hội thì em cũng thích là tiệm mình nó cũng được phát triển ra ngoài khỏi ra Ừ. ngoài đó xíu đúng không chị? Ok, chị hiểu, chị hiểu. Ừ, được. Dạng như là Việt kiều anh nào mà được là sẵn sàng đi nước ngoài được đúng không? Dạ thì em cũng muốn tìm hiểu giờ. Dạ. Ừ, ok em. Rồi cứ chị nghĩ là những người đưa ra tiêu chí rõ ràng là họ biết họ đang muốn gì thì Dạ. cái việc tụi chị tìm cũng dễ hơn cho em nữa. Dạ. Ok. Rồi, cảm ơn Linh rất là nhiều. Nếu mà được chọn chương trình sẽ liên lạc lại cho em rồi có người làm nội dung trao đổi nhiều hơn những cái tiêu chí này của em nha. Dạ rồi, Rồi, em ok, cảm ơn em rất nhiều. dạ. Phần cáp của em xong rồi đó.